Andy Robertson chấn thương, Liverpool nghi cơ mất nguyên bộ tứ vệ. Hậu vệ trái Andy Robertson thừa nhận rằng mình bị chuột rút và căng ngơn kheo ở trận đấu giữa Scotland và Serbi vừa qua. Điều này khiến cho Liverpool đối diện mất nguyên hàng thủ chính thức của mình vì chấn thương. Liverpool đã mất cặp trung vệ số 1 Van Dijk và Joe Gomez vì chấn thương đầu gối, trong khi Trích Alexander-Arnold đang điều trị vấn đề và gân kheo. Điều này có thể khiến hậu vệ người Anh bỏ lỡ một số trận đấu từ nay đến giữa tháng 12. Đối với Robertson, đội trưởng đội tuyển Scotland đã ghi dấu ấn trong trận playoff giành vé dự vòng chung kết Euro 2020 với Serbi. Anh thi đấu trọn vẹn 120 phút căng thẳng của trận đấu này và thực hiện thành công lượt sút luân lưu của mình. Robertson là nhân tố không thể thiếu trong chiến công trở lại một giải đấu lớn sau 22 năm của Scotland. Liverpool đang ngóng chờ tin của Robertson khi anh chuẩn bị trở lại các trận đấu tại UEFA Nations League với Slovakia và Iceland trong bối cảnh chấn thương chưa được xác định rõ ràng. Messi ra điều kiện để đầu quân cho Man City. Theo một số nguồn tin cho hay, siêu sao Lionel Messi nhiều khả năng sẽ lựa chọn Man City làm đối đầu tiếp theo trong sự nghiệp. Tuy vậy, Messi cũng có điều kiện để buộc Man City phải đáp ứng. Theo đó, Lionel Messi của Barcelona sẽ chỉ gia nhập Man City vào cuối mùa hè tới nếu cả Sergio Aguero và Pep Guardiola vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Etihad. Điều này không quá khó hiểu khi Messi cùng với Pep Guardiola đã giành tới 3 chức vô địch La Liga, 2 danh hiệu UEFA Champions League trong 4 năm tại Barcelona. Trong khi đó, Sergio Aguero vừa là đồng đội vừa là anh em thân thiết của Messi. Cho tới lúc này của mùa giải 2020-2021, Aguero mới ghi được 1 bàn thắng sau 178 phút ra sân. Còn ở mùa giải trước, Aguero cũng có 23 bàn thắng sau 32 trận ra sân trên mọi đấu trường. Hợp đồng của Sergio Aguero với Man City sẽ kết thúc vào mùa hè 2021 và không có dấu hiệu nào về việc câu lạc bộ muốn ký hợp đồng mới với anh ấy. Tương tự như vậy là huấn luyện viên Guardiola. Báo chí Anh gần đây đưa tin Man City đang nhắm một số ứng viên để thay chỗ Guardiola trong tương lai. Tuy nhiên, một vài nguồn tin cũng cho rằng Guardiola vẫn sẽ ở lại Man City vì còn muốn đưa câu lạc bộ này đến chức vô địch Champions League. Trong mùa hè 2010, khi Messi bày tỏ ý định rời Barca, Man City được cho là ứng viên sáng giá nhất. Thậm chí những điều khoản cá nhân được cho đã hoàn tất, nhưng cuối cùng chủ nhân 6 quả bóng vàng vẫn ở lại với đội chủ sân Nukem. Atlético lên kế hoạch chiêu mộ Dybala. Tiền đạo người Argentina có thể rời Juventus, gia nhập Atlético Madrid theo giao kèo có liên quan tới Álvaro Morata. Theo Stadio Sport, Atlético Madrid muốn đưa Dybala về sân Wanda Metropolitano với giao kèo bán đứt Álvaro Morata cho Juventus kèm 35 triệu euro. Sau khi chiêu mộ Luis Suarez, Atlético đẩy Morata tới Juventus theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt với giá 40 triệu euro, tính thêm 35 triệu euro phụ phí. Atlético đánh giá Dybala ở mức 75 triệu euro, khá cao so với thị trường chuyển nhượng lúc này. Morata sau khi trở lại Juve đang chơi thăng hoa. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 6 bàn thắng sau 8 trận cho bàn đầm già, trong khi Dybala thể hiện phong độ đáng thất vọng. Cầu thủ hay nhất Serie A 2019-2020 mới có vỏn vẹn một bàn thắng từ đầu mùa và liên tục phải ngồi dự bị dưới thời huấn luyện viên Andrea Pirlo. Pablo Dybala cũng không nhận được sự ủng hộ của nhiều cổ động viên Juventus sau yêu sách đòi tăng lương lên 15 triệu euro một mùa sau thuế ở mùa này. Cùng với phong độ kém cỏi của tiền đạo người Argentina, nhiều cổ động viên Juventus không muốn nhìn Dybala khoác áo số 10 tại sân Le Allianz thêm lần nào nữa. Nếu tới Atlético, Dybala sẽ thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Diego Simeone, người rất có duyên với những cầu thủ người Nam Mỹ. Atlético Simeone lúc này đang đứng thứ 3 tại La Liga với 17 điểm sau 7 trận, kém đội đầu bảng Real Sociedad 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Liverpool sẽ mua Upamecano hay Koulibaly. Theo khu cầu thủ Hutchinson, Liverpool chắc chắn sẽ chi tiền để bổ sung một trung vệ hàng A trong tháng 1-2021. Vấn đề còn lại là huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ lựa chọn ai. Chia sẻ trên ESPN, Hutchinson cho hay Klopp sẽ phải lên kế hoạch cho việc này. Việc sử dụng những nhân sự hiện tại cho thời gian sắp tới cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Như ở trận đấu sắp tới với Leicester, Klopp sẽ phải lựa chọn bộ đôi trung vệ mới. Nat Phillips có thể được đá chính bởi anh có khả năng không chiến tốt, nhưng William lại nhanh hơn. Do vậy cậu ấy có thể được chọn để hạn chế khả năng của Jamie Vardy. Liverpool sẽ phải cố gắng vượt qua giai đoạn ngắn hạn này trước khi họ có thời gian để lựa chọn nhân sự mới cho khu vực trung vệ vào tháng 1-2021.
Tôi nghĩ điều khoản mua đất 40 triệu bảng của Upamecano tại Leipzig không phải là một số tiền quá lớn với một trung vệ trẻ nhưng lại có nhiều năm thi đấu đỉnh cao như cậu ấy. Koulibaly vẫn ở Napoli, cầu thủ được đánh giá khoảng 60 triệu bảng. Vì vậy tôi nghĩ trong tháng 1 tới, Liverpool cần phải chi tiền để mua một trung vệ hàng A cho tới khi Joe Gomez trở lại. Còn khi có thêm Van Dijk cộng với trung vệ tân binh nếu có, Liverpool sẽ sở hữu hàng thủ chất lượng và giúp đội bóng gia tăng cơ hội chiến thắng ở các đấu trường.